Đây là cô Nguyễn Thị Lan, năm nay 59 tuổi với cân nặng 62kg và vòng bụng lên tới 104cm. Sau khi tới viện thẩm mỹ Korea, cô đã giảm được 10,5kg và 18cm vòng eo. Hôm nay, cô Lan dẫn mọi người đi một vòng quanh chợ mới Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, nơi cô kinh doanh buôn bán đã hơn 40 năm để kiểm chứng hình ảnh cô Lan béo của quá khứ và cô Lan đẹp của hiện tại khác nhau như thế nào. Đấy, hôm nay là bên thẩm mỹ người ta về quay đây chị. Karaoke, vâng, thì các chị em. Đây, các chị em. Có được hợp tác không? Nào đây. Quảng cáo thôi là em được thành công à? Em bây giờ lại còn xuống rồi, lại còn xuống nữa. Tự bây giờ lại xuống nữa. Con thật xinh quá, chả nhận ra gì cả. Không ai nhận ra, tao cười ai đấy à? Người đấy ở ngoài kia cũng cá nhau rồi đấy. Cá nhau mất 100 nghìn rồi đấy. Ngày xưa đây, ngày đây. Bà Lan bán hoa đây có chuyện cho bà không? Bây giờ đẹp chưa? Ôi trời ơi, xinh quá. Xinh chưa? Đúng cô ngày xưa, không phải cô ngày nay, đúng không? Ôi sướng thế, bây giờ mất hết cả bụng. Ngày xưa bụng béo phì như con lạn này. Bây giờ eo rồi, mặt gọn gàng lắm rồi. Thẳng bụng nhiều mỡ. Nhớ anh à, bây giờ thì ngon rồi. Bụng cũng lan rồi, và độ 20 cân mỡ thì bây giờ nói chung là đẹp. Cho đi người mẫu được. Cái nơi này là làm được cái trung tâm làm đẹp có uy tín và có chất lượng cao và có thực tế. Thế là tức là không hoa lá gì hết. Thực tế là người thật việc thật. Nói chung là thực tế. Mình nhìn tai nghe và mắt thấy người địa phương ở đây. Trước bụng vôi to, bây giờ bụng vôi từ khi cô sang lấy thì thấy ngót đẹp đấy. Thì trêu nó bảo mày ăn vừa đấy, bụng mày to quá, bây giờ nó không quyết định nó đi làm đẹp rồi nên gì nữa. Mấy lần cô còn không nhận được, sao còn nhìn cái mắt mới nhận được nó. Bà Lan Tú ở cái chợ này chứ bà nào. Đẹp rồi, cô đẹp lắm. Đẹp mại xinh. Nhưng mà cũng là to. Bây giờ là cũng... Bây giờ là còn đẹp mà. Bây giờ đẹp hơn, phải nước kia là phải đẹp hơn rồi. Ngày trước cô ấy, bụng cô to, cứ phượt ra. Thế là các cô bảo rồi dạo này phá tướng quá. Bây giờ thì eo rồi, đẹp rồi, da tẻ hồng hào. Các cô da phuốt cũng đẹp. Hồi xưa chị Lan béo. Có bụng nó xệ xạ là mặc đi xấu. Và kêu là hay đau chân, đau người. Bây giờ thì chịu khỏe, mà khỏe được không? Ừ, tôi xin nghĩ mạng rồi, xin đáng rồi, xin vui vẻ. Khi giảm cân thành công rồi thì chị Lan là thoải mái phấn chấn trong công việc, vui vẻ mà cô định được như ý rồi thì thoải mái không như ngày trước. Ngày trước lúc nào cũng bi quan về cái bụng to, lúc nào cũng xoa bụng to quá và giờ cũng giảm cân rồi. Bây giờ ai cũng khen rồi, ai cũng bảo mình đẹp. Viện thẩm mỹ Korea, thương hiệu giảm béo Việt Nam, tổng đài 1900 0361, hotline 0911 85 9999.